Phong Thủy may mắn xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị thân mến, thành ngữ có câu cắt dạ dùng a, quét nhà dùng chổi, ý muốn nói về các vật dụng lao động sản xuất. Từ lâu, chổi đã được biết đến như một vật dụng bắt buộc phải có trong mỗi gia đình. Chổi có tác dụng làm sạch nhà, lấy đi hết những bụi bẩn trong căn nhà. Nhiều người thường có thói quen để chổi ở đâu cũng được vì đây đơn giản là đồ dùng nhỏ nhặt bình thường. Thế nhưng phong thủy lại chứng minh rằng nếu gia chủ để chổi sai vị trí thì có thể sẽ tiện tay quét hết đi tài lộc may mắn của gia đình. Do vậy, vị trí đặt chổi cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong phong thủy. Ngày hôm nay, phong thủy may mắn sẽ chỉ ra các vị trí nên và không nên đặt chổi trong nhà để mang lại may mắn. Mời quý vị cùng theo dõi. Cây chổi là vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Cây chổi sẽ giúp bạn quét dọn cả căn nhà, loại bỏ bụi bẩn, xua tan khí xấu. Chổi quét nhà gia đình nào thì cũng có, nhưng nên để chổi quét nhà ở đâu cho hợp với phong thủy, giúp gia chủ vận trình tăng tiến là điều không phải ai cũng biết. Không nên để ở góc phòng khách. Phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng trong nhà, là nơi gia đình quây quần, tụ họp, cũng là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát. Nếu để chổi quét nhà ở phòng khách thì những khí xấu tích tụ nơi cây chổi có thể ám theo người sống trong nhà. Những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ thì vô tình vẫn còn ở đó, khiến cho sức khỏe cũng như là vận trình của gia chủ bị sa sút. Không nên để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào. Nên để chổi quét nhà ở đâu cho phong thủy? Đó là câu hỏi của rất nhiều người. Nhiều gia đình có thói quen để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kỵ phong thủy. Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kỳ coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát. Đặt chổi quét nhà ở đây có thể khiến cho tài khí bị tiêu tan bởi khí xấu đến từ cây chổi, cũng khiến cho khí xấu theo người ra vào, theo đó mà đi vào trong nhà, không tốt cho sức khỏe cũng như là khiến cho tài lộc khó lòng tích tụ. Không nên đặt chổi quét nhà ở nhà vệ sinh. Nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà nên là đem chổi đều đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng thêm bẩn, khí xấu tích tụ càng nhiều. Khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì vô tình đem những thứ đó đi khắp nhà, quét dọn nhà xong chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho khí xấu lan tràn khắp nơi, gây ra những hậu quả khó bề tưởng tượng được. Chính vì thế, đừng bao giờ để chổi quét nhà trong nhà vệ sinh các bạn nhé! Có thể bạn không biết điều này, nhưng những gia đình truyền thống Trung Hoa không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu để người khác vào nhà mình mà thấy ngay chổi quét nhà hoặc là chổi lau nhà hay là bất cứ dụng cụ vệ sinh nào là một điều cực kỳ xấu. Không đặt chổi trong bếp. Một vài gia đình có thói quen đặt chổi trong bếp, như chúng ta đã biết thì bếp đại diện cho nữ chủ của gia đình, và nếu đặt chổi trong bếp nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của vị nữ chủ này. Không chỉ vậy, bếp là nơi chúng ta để thức ăn, còn chổi lại mang nhiều bụi bặm vi khuẩn, do đó nó cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả gia đình. Không nên đặt ở vị trí góc nhà. Theo thói quen phổ biến của hầu hết các gia đình là đặt chổi ở góc nhà, bởi vì vị trí này không ảnh hưởng đến mỹ quan, không chiếm diện tích mà lại còn tiện lợi. Tuy nhiên thì bạn cần phải biết rằng trong phong thủy, vị trí góc nhà nếu đối diện cửa ra vào chính là vị trí tài vị. Tài vị liên quan đến sự thịnh suy của gia đình, sự chìm nổi của người đời và quyết định tài vận cũng như may mắn của thân chủ. Tuy nhiên thì bạn thường không thể phân biệt được chính xác góc tài vị đó là ở vị trí nào. Chính vì thế, nếu vô tình đặt chổi đúng vị trí quan trọng này thì coi như chính bạn tuyệt đường kiếm ăn của cả gia đình. Nên đặt ở phía sau nhà hoặc là ban công. Phía sau nhà ở hoặc ban công là hai vị trí thích hợp nhất để đặt chổi quét nhà mà gia chủ không cần phải lo sẽ ảnh hưởng tới vận trình của mình. Chổi quét nhà thường có nhiều bụi bẩn, bản thân nó tự nhiên cũng mang theo nhiều khí xấu, mà vị trí trên là những nơi khuất nhất của một ngôi nhà, có khả năng khắc chế tác động tiêu cực từ các nguồn vận khí xấu. Bên cạnh đó, chổi được đặt ở vị trí kín đáo còn có ý nghĩa bảo vệ gia chủ khỏi những dòng ngó hay là ý đồ xấu từ những kẻ xung quanh. Lúc này, có thể vị trí chổi như thần giữ cửa, ngăn cản những ai đó có ý định dòng ngó đến tài sản của cả gia đình, giúp các thành viên trong gia đình có cuộc sống an lành. Vậy mới thấy, chỉ một cây chổi quét nhà bé nhỏ thôi nhưng cũng có nhiều điều cần phải chú ý. Và theo các chuyên gia phong thủy thì mỗi vật dụng trong nhà đều mang những ý nghĩa khác nhau. Chúng ta không thể tùy tiện, sơ sài và đừng phạm phải những điều cấm kỵ.
Mỗi vật dụng trong nhà thì nên bày trí theo cách khác nhau để phù hợp với phong thủy, tránh những xui xẻo. Đó là những vật dụng nào và được bày trí ra sao cho phù hợp? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của chúng tôi. Nhà là không gian để các thành viên trong gia đình về sum họp như thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Không gian sống trong nhà rất được gia chủ chăm chút, từ thiết kế đến cách bài trí để tạo cảm giác thoải mái mà vẫn không kém phần ấm cúng. Một không gian sống lý tưởng không chỉ phụ thuộc vào cách thiết kế bài trí các vật dụng trong nhà mà còn phải phù hợp với phong thủy. Từ xa xưa, ông bà ta đã quan niệm rằng bố trí nhà ở là một việc quan trọng và cần phải hợp với các yếu tố về mặt phong thủy. Có như vậy mới mang lại sự suôn sẻ, may mắn cho các thành viên trong gia đình. Cách bố trí phòng khách hợp với phong thủy. Vấn đề đầu tiên là bố trí phòng khách không bị ngăn cách. Vị trí quan trọng trong nhà chính là phòng khách. Đây là nơi mà các thành viên của mỗi gia đình sẽ tụ họp sinh hoạt hàng ngày. Phòng khách còn dùng để đón tiếp các vị khách ghé thăm gia chủ. Nếu các gia đình cho rằng phòng khách rộng rãi và ngăn cách lại để có thể sử dụng làm phòng đọc sách hoặc là phòng ngủ thì đây quả là một sai lầm. Trong phong thủy thì cách bố trí các phòng trong nhà theo phong thủy tuyệt đối không chia rẽ phòng khách như vậy, dù với bất kỳ lý do là gì thì cũng gây ra nhiều bất lợi cho gia chủ. Khi ngăn cách phòng khách sẽ khiến cho từ trường của phòng khách bị ảnh hưởng theo, chính vì thế sẽ khiến cho những người ở trong nhà luôn cảm giác lạc lõng và cô đơn bao quanh. Nếu gia chủ còn là người độc thân thì chưa có gia đình, rất khó có thể tìm được người tâm đầu ý hợp để xây dựng gia đình. Vấn đề tiếp theo là một bộ bàn ghế sofa mới sẽ mang đến sự hài hòa cho phòng khách. Những kiểu sofa thường được sử dụng trong phòng khách là dạng trọn bộ liền với nhau. Ở một số gia đình có không gian của phòng khách rộng hoặc là do sở thích của gia chủ mà sẽ sử dụng nhiều hơn một bộ sofa và còn kèm theo những chiếc ghế rời ở xung quanh. Việc mua một bộ sofa hiện đại sang trọng là tăng thêm tiện nghi cho phòng khách cho nhà bạn, nhưng trong cách bố trí các phòng trong nhà theo phong thủy, việc này lại không hề tốt. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự hòa hợp ấm cúng của gia đình bạn. Vì vậy, các nhà phong thủy cho rằng trong phòng khách chỉ nên đặt một bộ sofa, dù không gian có lớn hay nhỏ thì vẫn nên làm như vậy. Điều đó sẽ nói lên rằng gia đình bạn là một gia đình gắn bó hòa hợp chứ không riêng lẻ. Vấn đề thứ ba là không để lộ vị trí tài lộc của gia đình. Thông thường thì những vị trí được xem là mang đến tài lộc cho gia chủ đó là ở các góc tường phòng khách hoặc là đường chéo từ cửa vào. Vì vậy, những vị trí này trong ngôi nhà có xu hướng bị khiếm khuyết hay đi thẳng ra không gian khác thì sẽ không tốt cho gia chủ, làm cho tài lộc của gia đình bị hao tổn. Đây là một mẹo cho cách bố trí các phòng trong nhà theo phong thủy mà các thầy phong thủy mách cho các bạn. Cách để khắc phục điều này đó là sử dụng các chậu cây xanh và tủ trưng bày đặt ở các vị trí đó để che đi tầm nhìn. Giải pháp này bên cạnh việc khiến cho tài khí trong gia đình sẽ cho tài khí không bị tuột đi mà tăng cường thêm vượng khí, hấp thụ nhiều tài lộc hơn cho gia chủ. Vấn đề thứ tư, không nên để ở phòng khách có thể nhìn thấy cửa sau cùng của ngôi nhà. Một phòng khách rộng rãi lại rất thoáng đãng là điều mà mỗi ngôi nhà đều mong muốn có được. Đây sẽ là nơi vô cùng lý tưởng để mọi người quây quần bên nhau vào dịp lễ Tết, các buổi tiệc sinh nhật, liên hoan cùng bạn bè và các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên thì không phải tiện lợi này mà khiến cho tài lộc của gia đình bị trôi tuột đi. Các bạn không nên thiết kế phòng khách có thể dễ dàng nhìn thấy ngay từ cửa chính khi bước vào. Vấn đề thứ năm, không để xà ngang bị áp tới đỉnh. Việc bố trí sofa nơi phòng khách ở vị trí thế nào là rất quan trọng, đặc biệt kỵ đặt sofa bên dưới ngay xà ngang của ngôi nhà. Trong phong thủy nghiên cứu và cho rằng đặt sofa ở vị trí này sẽ gây nên ức chế thần kinh đối với thành viên trong gia đình mỗi khi ngồi tại ghế sofa. Lỗi này không chỉ khiến cho các thành viên trong gia đình gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống mà nó còn có tầm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe về lâu dài cho các thành viên. Vấn đề thứ 6, phòng khách được bố trí cần vuông vức và ngay ngắn. Cho dù mảnh đất của bạn có bị xéo hay là không được đẹp thì khi xây dựng, phòng khách là nơi nên được đặc biệt lưu tâm và ưu tiên thiết kế vuông vức nhất có thể. Hạn chế tối đa các góc xéo hay là bị lệch. Điều này cũng gây khó khăn không ít trong việc thiết kế nội thất phòng khách hợp mệnh gia chủ. Tuy nhiên,
Nếu phòng khách nhà bạn không thể vuông vức được thì tại những góc nhọn nên đặt các chậu cây xanh hoặc là kệ tủ để giảm bớt sát khí trong ngôi nhà. Điều này chỉ có thể làm giảm bớt chứ không thể mang lại trường khí tốt nhất cho phòng khách nhà bạn được. Vấn đề thứ 7, nên thiết kế có lối đi lệch từ cửa chính đến với phòng khách. Việc thiết kế một lối đi lệch ngay từ cửa chính với phòng khách sẽ làm cho phòng khách sẽ tránh được những sát khí đến từ bên ngoài rồi đi thẳng vào trong nhà. Trường khí khi đi vào nhà sẽ phải đi theo đường vòng mà không đi lối đường thẳng, sẽ giúp cho chủ nhà dễ dàng hấp thụ hơn. Với thiết kế như vậy thì góp phần làm cho nội bộ gia đình không bao giờ bị lộ ra ngoài, mang đến phúc khí cho gia đình. Vấn đề thứ 8, phòng khách nên được thiết kế ở mặt tiền của nhà. Phòng khách là nơi đầu tiên mà bất kỳ ai khi đến nhà bạn sẽ phải ghé tới. Chính vì vậy, khi thiết kế nên để phòng khách ở mặt tiền của ngôi nhà. Nếu đặt phòng khách nằm ở vị trí phía sau của phòng ngủ, phòng bếp sẽ khiến cho tài lộc của gia đình đi xuống, thì gia chủ dễ gặp phải những khó khăn trở ngại trong làm ăn và cuộc sống. Vấn đề thứ 9, phòng khách không nên mang không khí u ám. Phòng khách có đầy đủ ánh sáng sẽ mang đến nhiều vượng khí với căn phòng này. Chính vì vậy, khi thiết kế xây dựng nhà nên để cho phòng khách đón được ánh nắng từ bên ngoài vào để căn phòng không bị u ám tối tăm. Sơn được dùng cho tường tại phòng khách nên lưu ý sử dụng những màu sắc nhẹ nhàng và tươi tắn để tăng thêm nhiều điều may mắn cho gia chủ. Việc để phòng khách mà quá tối bằng những gam màu sơn ảm đạm như là xám nâu sẽ khiến cho những trường khí xấu xâm nhập vào, gây nhiều bất lợi về tài lộc và sức khỏe của các thành viên. Vấn đề thứ 10, sàn nhà của phòng khách phải được làm bằng phẳng. Nếu phòng khách có sử dụng sàn lót thì phải đảm bảo sàn không có nhiều bậc thang bị lồi lõm chỗ cao chỗ thấp. Điều này vừa gây mất thẩm mỹ vừa mang đến những điều không may mắn cho chủ nhân của ngôi nhà. Vấn đề thứ 11, hạn chế những đường dây điện mang tính di động đi qua phòng khách. Phòng khách là một vị trí nhạy cảm, là nơi giữ vượng khí cho cả ngôi nhà, vì vậy cần có sự ổn định. Để nhiều dây điện ở phòng khách sẽ làm cho các trường khí bị rối loạn và quấy nhiễu không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp và những mối quan hệ ngoài luồng của các thành viên trong gia đình. Vấn đề thứ 12, sử dụng các vật trang trí mang hình tròn ở trong phòng khách rất tốt. Hình tròn trong phong thủy tượng trưng cho phần dương, chính vì vậy và nó sẽ tạo nên sự hài hòa sinh động cho phòng khách. Khi tìm kiếm các vật dụng để trang trí cho phòng khách thì các vật mang hình tròn nên được ưu tiên hơn hết. Nó sẽ giúp cho các vị khách được đón tiếp ở đây có mối quan hệ hài hòa, thân mật hơn với gia chủ. 9 bí quyết hàng đầu về phong thủy trong bài trí nhà cửa. Thứ nhất là cửa chính luôn phải trong tình trạng hoàn hảo vì nó thể hiện sự thịnh vượng của gia chủ. Để thu hút năng lượng vào cửa chính, bạn hãy đặt một chậu cây xinh xắn và đèn ở hai bên cửa. Thứ hai là hành lang. Hành lang là biểu tượng cho cơ hội, vì thế cần phải đảm bảo rằng hành lang luôn thông thoáng để năng lượng có thể tuần hoàn liên tục. Cất giày và áo khoác vào trong tủ kín sao cho chúng không cản trở được sự lưu thông năng lượng trong nhà. Để kích hoạt nguồn năng lượng sống tích cực, hãy đặt một tấm gương đẹp hoặc là những chậu hoa tươi trong hành lang. Hoa tươi sẽ giúp cải thiện năng lượng trong không gian đó ngay lập tức. Thứ tư, vị trí đặt bếp nấu. Đặt bếp nấu như thế nào cũng rất quan trọng vì nó liên quan đến sự sinh sôi của gia chủ. Bạn không nên đặt bếp nấu ở dưới cửa sổ hoặc là đối diện với cửa bếp. Thứ năm, nội thất trong phòng khách. Đảm bảo rằng nội thất trong phòng khách có tỷ lệ tương xứng với không gian và không chặn bất kỳ cánh cửa nào. Kê ghế sofa sát tường sẽ tạo ra năng lượng tích cực hỗ trợ cho chủ nhà. Để tạo ra năng lượng mang lại tài lộc, bạn nên đặt một cái đèn ở góc phòng, trách phòng góc nghiêng so với cửa phòng. Phòng ăn và bàn làm việc. Cách bài trí phòng ăn và bàn ăn cũng cần được xem xét cẩn thận vì nó sẽ giúp tạo ra không gian tập trung tuyệt đối cho mọi người khi ăn. Theo phong thủy thì không gian phòng ăn liên quan đến lá lách. Theo y học cổ truyền Trung Hoa, đây là một bộ phận liên hệ với các nguyên tố trái đất và liên quan đến sự tiêu hóa. Để tối ưu hóa nguồn năng lượng trong không gian này, hãy đặt một tấm gương trên tường đối diện với bàn ăn và cũng đừng quên một lọ hoa tươi trên bàn các bạn nhé. Phòng tắm. Luôn luôn phải giữ phòng tắm sạch sẽ, đóng cửa phòng và đậy nắp bồn cầu sau khi sử dụng.
Theo tính toán thì phòng tắm là nơi có thể làm tiêu hao tài lộc của gia chủ, vì thế nên đặt một vài chậu cây ở đó vì cây hút nước, điều này làm chậm lại quá trình tiêu tán tài lộc. Thứ 8, vườn trước nhà. Khu vườn trước nhà tượng trưng cho tương lai của bạn, vì thế nên cần chăm sóc nó thật cẩn thận, quan tâm đến cây trồng trong vườn và luôn giữ vườn gọn gàng sạch sẽ. Thứ 9, vườn sau nhà. Vườn sau nhà tượng trưng cho sức khỏe và tài lộc của chủ nhà, vì thế lúc nào cũng cần được chăm sóc tốt. Hàng rào và tường bao cũng cần được gia cố thường xuyên vì nó sẽ mang lại năng lượng tốt, hỗ trợ cho gia chủ trong mọi mặt cuộc sống. Phong thủy của một ngôi nhà quyết định đến vận mệnh, tài lộc của gia chủ. Các vật dụng trong gia đình dù lớn dù nhỏ ra sao, nếu không được bày trí đúng chỗ đúng cách thì đều có thể là nguyên nhân khiến tài lộc, vận may, phúc khí của gia đình hao tổn. Do vậy, cần chú ý đến việc đặt các vật dụng đúng chỗ để gia đình luôn may mắn tài lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Mong rằng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ về các vị trí nên và không nên đặt chổi sẽ giúp quý vị lựa chọn cho mình chỗ để chổi cho phù hợp, vừa tiện lợi cho gia đình lại vừa đúng theo phong thủy. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.